Hello, xin chào cả nhà. Em giới thiệu cho cả nhà một con ly rất là đẹp vừa về trong đợt này. Đây là con âm ly sân xui Stereo Receiver 661, Modern 661. Em này tiếng rất là căng, đánh tốt các cái dòng loa của Mỹ, của Nhật. Và chiếc âm ly này ra đời vào năm thập niên 70, loanh quanh khoảng 71-72. Chơi được hai cầu loa AB, A cộng B, 4-16 ohm. Và dòng này xuất thông thị trường của Mỹ, radio 108 và sử dụng nguồn điện đa dòng, cho phép chúng ta chơi điện Nhật từ 100 cho đến điện 220 đều được qua cái phần cầu chuyển nhá. Con này về trong tình trạng gần như là xuất sắc, các cái núm nút mặt phay nhôm được đẹp keng này, tất cả núm nút là núm nút zin, tiếng rất là hay, trong trẻo và sáng, các cái giải âm ra thoát tiếng. Nếu mà so trong tầm giá thì với những đối thủ như là Kenwood, Pioneer thì chiếc sân xui 661 trong tầm giá này rất đáng để chơi, để cho anh em trải nghiệm cái chất âm. Và cái thiết kế thì rất là cao cấp với phần vỏ gỗ lạng. Test thử một đoạn nhạc Việt Nam nhé. Giải chép nó rất là sắc bén đấy. Nay anh chân tiền đồn bên hết, ngày mai anh băng rừng qua Hà Lan, nhìn đêm trong thiên hào anh đối diện cùng hoa nhau. Làm sao anh dìu em đi đưa em qua khắp nẻo đường tình yêu, năm xưa gió lạnh vài áo mà anh đâu thấy lạnh đi vào hồn, vì trên con phố nhỏ anh vẫn còn vui với em. Hôm nay đã quá xa rồi, em đâu thể chờ người tình xa vàng buồn, vì tình đang được nhìn thấy phần linh kiện mà em mở máy trực tiếp từ chiếc âm ly sân xui 661 Saxi vàng ươm. Em này chơi 4 sò sắc Hitachi nhé cả nhà, có giờ le bảo vệ. Anh không hờn không nuối tiếc, yêu em anh chẳng ngại đời nhà binh. Chiếc này rất thích hợp với các cái dòng loa cổ Pioneer xuất Mỹ 77A, chơi cũng rất là tốt. Vì tương lai anh nào đâu có gì em muốn. Công suất tiêu thụ điện lên đến 180W. Và chơi đang dòng điện, khi mà chúng ta muốn đổi nguồn điện thì các bác mở hai chiếc ốc này ra và sẽ thấy cái phần cầu chuyển bên trong này. Một chiếc ly từ năm 70 còn rất là tuyệt vời. Và chiếc âm ly sân xui 661 hoạt động hoàn hảo, thì nay em giao lưu với các anh em với mức giá là 8.500.000 đồng. Con nào đang tìm một chiếc đi vừa tầm tiền, chơi đa năng, đánh tốt các dòng loa từ bát 30-40 của Nhật, Mỹ, các dòng cổ thì chơi em này rất ok nhé. Liên hệ cho em ship hàng toàn quốc, có đầy đủ các tính năng lao nét, tăng âm, radio là 108. Phương Đình Huệ, thầy thao, thuần triple tòa blog cao, quốc hội xong hội đồng tập. Những dân tộc.
xin mẹ hết cải lương này thì con mới yên lòng là mẹ đã cứu tha và không còn. Rồi em xin dừng video, cảm ơn cả nhà cùng theo dõi nhé.